Hello everyone, my name is No. Nice to see you in this video from No Farm. Today in this video, we will learn about a tree whose fruit contains a lot of water inside. Bón phân cho cây dừa và bổ sung chất dinh dưỡng cho cây dừa trưởng thành. Tiếp theo là hệ thống cấp nước cho rừng dừa. Nó sẽ bao gồm một dòng sông chính và những con mương nhỏ mang lại nước vào rừng dừa với hệ thống kiểm soát nước hoàn chỉnh để tránh nước thừa. Nó cũng hoạt động để vận chuyển dừa bằng thuyền. Đó cũng là những mương nhỏ, người ta trồng nhiều cây dừa non ở đây và tưới nước.